Tiyambi sang kang san nang gacchami con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Buddhang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangkhang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyampi Sangkhang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyampi Sangkhang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thì saranang nithi tăng pháp quy tam bảo còn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê dạ xin vâng. Ba na chi ba ta về là mình đi sẽ khó với năng tâm ma dạ mi còn xin mấy dự điều học là quy cảnh xa sự sát sanh a đinh na đa na về là mình đi sẽ khó với năng tâm ma dạ mi còn xin mấy dự điều học là quy cảnh xa sự trộm cắp cảm mê sumicha cha ram về là mà đi thì khó với anh samadhi còn xin với những điều học là quỷ tránh xa sự tà hạnh muốn sao qua đam về là mà đi thì khó với anh samadhi còn xin với những điều học là quỷ tránh xa sự nói dối Sura me rayamai japamai dathanam Vệ là mà đi sẽ có bất năng samadhi yami còn xin với những điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata veramani sikha padang samadhi yami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayama chapama dathana veramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani ban chan se ka bada ni sa thu kang ka toang ap ba ma de na ni cha ka lang samara ki ta bang chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới đã tam bảo rồi phải ráng mới dự hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phạm tê dạ xin vâng.
Sile na sugatin yanti, sile na phukasam bhagdai, sile na niputin yanti tasmai, silang vị số tha ye. Các chúng sanh đi sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thú sa thú lành thay, mẹ con xin sám hối trước Tam Bảo. Uttamange na vande hang pada pang sung varuttamang Bute yo khalito do so butho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang thamman cha duvi thang varang Tamme yo khalito do so thammo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sanghang cha duvi tho tamang sang khe yo khalito do so sang ho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhờ chúng con kính thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sakat tuam bút tha ra ta năng ô sa thăng ô ta măng quá răng hi tăng đề quá mạ nô sa năng bồ đà tê chê na sô thi na na chân tu bạc đá hoa sầm bê đốc kha vô bắt sầm mên tu tê sakat tuam. Tâm ma ra ta năng ô sa thăng ô ta măng quá răng bà rì la u bà sa mạ năng thâm ma tê chê na sô thi na na san tu bạc đá hoa sạc bè phát gia vu bà sa mên thú tê sạc cà toa sân kha ra ta năng ngô sa tăng ngô ta măng bà răng ào này dân bà hú này dân sân kha tê chê na sô thi na na san tu bạc đá hoa sạc bè rô ga vu bà sa mên. Tu tê nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mong mi xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Pa wa tu sa pa mang ra lang ra khan tu sa pa de wa ta sa pa bu de ha nu pa we na ta da so thi pa wan tu te pa wa tu sa pa mang ra lang ra khan tu sa pa de wa ta sa pa tham mai nu pa we na ta da so thi pa wan tu te pa wa tu sa pa mang ra lang rakhandu sambhadevata sambhasankahai nupavenasadasothi Phật hoành tốt tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ ở đức của chư Phật, do nhờ ở đức của giáo pháp, do nhờ ở đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Sa thú lành thay. Con xin hồi hướng. Yang kin chikusala kamang kata bang kiriyang mamaka ye na waja manasa tidase sugatang katang ye sata sanhino ati ye jasata asanhino katang punya palang mayhang sabbe fagi fawantute
Ye tang ka tang su vi di tang din nang pu nya pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni ve da yung. Sa be lo kam ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka. Ma nun nyang pho cha nang sa be la phan tu ma ma che. Ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thật do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đàng vô ta mê bù nhàng à sa hoa kha yô hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Con xin đọc bài Hải Tâm Bác Ái. Sabbe purati maya disa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe purati maya anudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng trong hướng nam, đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất chúng sanh trong hướng tây đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya anudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc, đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc, đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe upparimaya disa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyavacca hontu anikha hontu dikha yukha hontu aroga hontu
sampatte samicchantu sukhe atanang pariharantu dukkha patta janiduha paya patta janipaya soka patta janisoka huntu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy á, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin khỏi trừ quy giới, con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng, đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4:29 sáng giờ Việt Nam. Không biết sư đã có mặt trước máy hay chưa? Nếu sư có mặt trước ý, rảnh tay, xin cho một bàn tay tín hiệu, con kính nhường đích lại cho sư để bắt đầu chương trình sinh hoạt sáng nay. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Thần Ngài á, Nam mô Sang Khai á. Con vẫn chưa thấy tín hiệu của sư. Không biết cô Nhật Huỳnh có thể đỡ mic cho con chút xíu để lúc nào sư vào đạo tràng thì chúng ta nhường mic lại cho sư. Sa thú Huỳnh Chánh Ngộ, quý vị thấy Huỳnh Chánh Ngộ rất là đúng giờ ha. Tức là trong cái thời gian một tuần, Huỳnh chỉ có rảnh ngày thứ bảy này và đến đạo tràng của chúng ta thể hiện một cách rất là trọn vẹn ha. Tụng kinh tầm bảo, phóng trì quy giới, rồi hồi hướng chư thiên, rất là quan hệ. Nhưng mà có ý kiến với Huỳnh Chánh Ngộ ha, đây là một cái ngôi chùa ở trên trời gọi là online ha. Thì khi một ngôi chùa ở trên trời thì hội chúng cũng tứ xứ, tức là bốn phương, ở nước này nước kia ở chỗ nào cũng có ha. Thì chúng ta cũng tạm coi như là những vị chư thiên đi. Khi đến online với một cái pháp hội như thế này thì xong cái phần lễ bái tam bảo thọ trì quy giới, làm xong bốn phần của mình thì Huỳnh Chánh Ngộ có hồi hướng đến chư thiên, ngự xung quanh nhà của mình, rồi có chữ nhân nữa hả, nhân nữa hả, còn này nó nguyên chứ không có nó nữa. Thì Huỳnh Chánh Ngộ cũng nên đọc cái bài Sắc Ghê Ca Mê, tức là đại diện cho đạo tràng. Đọc cái bài Sắc Ghê Ca Mê thỉnh chư thiên đến chứng minh, để rồi hộ trì cho cái room của chúng ta, rồi khi đó Huỳnh chia phước đến họ thì họ nhận cái phần phước này, họ mất bảo với những thân bằng quyến thuộc của chúng ta, thì cái đó nó được trọn vẹn hơn ha. Huỳnh Chánh Ngộ thấy rằng cả đạo tràng ai cũng đến khi mà hướng về coi như là Đức Phật giáo pháp và chư tăng, trước khi mà tụng kinh tam bảo xưng tán thì cũng đều thỉnh chư thiền, chỉ có mình Huỳnh Chánh Ngộ quên. Nhưng mà rồi quên vậy nhưng mà lại nhớ là coi như hồi hướng đến vị này, hồi hướng vị kia, hồi hướng chư thiên, mà sao tại sao không thỉnh người ta tới. Nếu mà thỉnh chư thiên thì cái phước nó trọn vẹn hơn ha. Rồi Huỳnh
chánh ngộ. Chúng tôi nghĩ rằng cái bài sắc đê ca mới đối với huynh chánh ngộ không có khó. À, cái giọng đọc của huynh chánh ngộ như vậy thì bài sắc đê ca mê đọc bảo đảm chuẩn, bảo đảm chuẩn. Vậy mới nhưng hả, trời ơi cái bài này khổ thiệt. À, thôi hôm nay thì chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 59. Câu Phật ngôn này nó bổ sung cho câu Phật ngôn 58 và ý nghĩa rất là tuyệt vời. Khi mà quý vị nghe cái duyên sự của câu Phật ngôn 58, 59 thì quý vị mới thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta cái sự ganh tị, sự ganh tị làm chúng ta khó mà tu tập. Trong cái sự tu tập mà có sự cành nanh, có sự ganh ghét, có sự coi như ganh ăn thích ở ha, thì cái vấn đề tu tập khó lắm, khó lắm. Rồi, trước khi bước vào bài học này, xin phép được hướng tâm về ba ngôi tam bảo, được tán thán. Buddho Mahesi Arahang Tathā Gato Lo Kottamo Sampagaru Hichet Thako Lo Kassasatha Chanadam Maku Vido Vanda Mahantang Narapu Chanai Giác Cần. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, phư thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Chữ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân luân thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bát di bồ tát ta sơ sát thu nô lô ca nấm mình thá sa mi na ca rô cô sắp và nhu vô tháp bát di phù tí sanh nhá tô quanh đà má hành tăng ná ra phù. Cha này giác tăng pháp bảo quý như ánh vàng, như lai soi sáng bạc màng vô minh, pha tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Tăng khu quý số thô chú khá tá sá sa quá cô sét kha chú ca mô quá rá thầm á sét ká cô nền đà vá sẵn sa đi hán à đá rô quá rô hoàn đà má hành tăng ná rá phù. Cha này giác cần tăng bảo trên bông Phật đà tâm học môn rõ là thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ta tần nát thế giác tê chê nát sức khà mê ê tú á thác năng tác xà vi à nút vào về nát xá hát xà dê nát sức trạch tú. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nhà. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 59. Quý vị thấy rõ bài học ha. E văn sân ca ra phu tê su. E văn sân ca ra phu tê su. Ê quần sân ca ra phu tê su. Câu số 2. Anh tha phu tê bu thốt chát nê. Anh tha phu tê bu thốt chát nê. Anh tha phu tê bu thốt chát nê. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Câu 1 và câu 2. E văn sân ca ra phù tê su anh tha phù tê bu thốt chát nê. E văn sân ca ra phù tê su anh tha phù tê bu thốt chát nê. E văn sân ca ra phù tê su anh tha phù tê bu thốt chát nê. Câu 3, câu 4. Ati ro chati panyaya. Ati ro chati panyaya. Ati ro chati panyaya. Ati ro ti ha. Ati ro chati panyaya. Và câu cuối cùng.
Samma sambuddhassa vakko. Samma sambuddhassa vakko. Samma sambuddhassa vakko. Ati lo chati panyaya samma sambuddhassa vakko. Ati lo chati panyaya samma sambuddhassa vakko. Ati lo chati panyaya samma sambuddhassa vakko. Bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài ha. Và theo cái giọng kinh thì chúng ta có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất: E quang sân ca ra phù tê su anh tháp phù tê phú thốt chát nê. A ti rô chát ti bàn nhà yá sâm ma sâm bút thát xà quá cô. E quang sân ca ra phù tê su anh tháp phù tê phú thốt chát nê. A ti rô chát ti bàn nhà yá sâm ma sâm bút thát xà quá cô. Đọc lại lần nữa. Ê quân sân ca ra phù tê su anh tháo phù tê bú thốt cha nê. A ti rô cha ti bần nhà yá sâm ma sâm bút tha sa quá cô. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai, chúng ta làm một hơi nguyên bài ha. Ê quang sân ca ra phù tê su anh tháp phù tê bú thốt cha nê. A ti rô cha ti bần nhà yá sâm ma sâm bút tha sa quá cô. Ê quang sân ca ra phù tê su anh tháp phù tê bú thốt cha nê. A ti rô cha ti bần nhà yá sâm ma sâm bút tha sa quá cô. Ê quang sân ca ra phù tê su anh tháp phù tê bú thốt cha nê. A ti rô cha ti bần nhà yá sâm ma sâm bút tha sa quá cô. Cũng vậy giữa quần sanh uy nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri. À, đó là giọng kinh ha, có hai cách đọc. Rồi bây giờ qua giọng kệ một câu tám từ. À, một câu tám từ thì tương đối dễ ha. Bốn bốn. Và một lần chúng ta đọc hai câu ha. Câu hai câu này để nương nhau cái âm giọng lên và xuống, để nghe cho nó du dương trầm bổng. À, đây là câu tám từ thì chúng ta cố gắng đọc một lần hai câu nha, và chia ra làm hai bốn bốn. Chúng ta làm trước nè. Ê quang sân ca ra phù tê su anh tháp phù tê phù thôn cha nê. A ti rô cha ti bần nhà yá sâm ma sâm bún tha sa quá cô. Ê quang sân ca ra phù tê su anh tháp phù tê phù thôn cha nê. A ti rô cha ti bần nhà yá sâm ma sâm bún tha sa quá cô. Ê quang sân ca ra phù tê su anh tháp phù tê phù thôn cha nê. A ti rô cha ti bần nhà yá sâm ma sâm bún tha sa quá cô. Cũng vậy giữa quần sanh với nhiễm mù phàm tục, tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri. Rồi xin mời Sik Metta Sik Kim. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khả Giá.
Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Tý Đức cùng chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú số 59. Ê quang sang ca ra phù tê su anh tha phù tê bu thút cha nê a ti rô cha ti bệnh nhà gia sầm ma sầm bút tha sa quá cô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ê trường âm thông thường, quang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang trường âm nhấn, ca trường âm thông thường, rá đoạn âm, phu tê hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, anh trường âm nhấn, thả đoạn âm, phu tê hai trường âm thông thường, bú đoạn âm, thút trường âm nhấn, chá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Ê quang sang ca ra phù tê su anh tha phù tê u thút cha nê. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Á tí là hai đoạn âm, rô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, banh trường âm nhấn, nhà trường âm đọc trường âm thông thường, giá đoạn âm, xăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, xăm bút hai trường âm nhấn, thá đoạn âm, xa trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông thường. A ti rô cha ti bệnh nhà gia xăm ma xăm bút tha xa quá cô. Con đọc lại hết bài. Ê quang sang ca phù tê su anh tha phù tê bu thút cha nê. A ti rô cha ti bành nhà gia sầm ma sầm bút tha xa quá cô. Ê quang sang ca ra phù tê su anh tha phù tê bu thút cha nê. A ti rô cha ti bành nhà gia sầm ma sầm bút tha xa quá cô. Cũng vậy giữa quần sanh quế nhiễm mù phạm tục để tự bật chánh giác sáng ngời với tuệ tri. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê quang sang ca ra phu tê su anh tha phu tê bu thút cha này. A ti rô cha tỳ bành nha ya sam ma sam bút tha sa wa cô. Và con đã đọc xong kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỳ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Tỳ Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị nghe tôi rõ không quý vị? Không có đứt khoảng ha. Kết ha, nghe rõ ha. Không biết bữa nay có bị nhân không ha. À, lần trước chúng mình PM cho sư á, ý nói sư á là mình là đệ tử rẻ ha, đệ tử ruột. Tại vì có nhiều người đọc sai đó quý vị. Sư không bao giờ cho chữ nhân, không có nhân nhân gì hết á. Chỉ có vài người trong đây là sư hay cho chữ nhân nhiều nhất. Thì thường người ta nói cái người nào cha mẹ mình sinh ra, hồi đó tôi nhớ đó, tôi là con út trong nhà, cái gì cũng được số một hết, cái gì cũng cho trước hết. Cái tôi lớn lên, cái tôi thấy chị tôi sanh con á, thì tôi thấy bả, mấy bà chị tôi sanh năm một không à, đứa này nhóc đứa kia tới tới đó. Cái tôi thấy má tôi hay bồng nựng nịu mấy đứa nhỏ ha. Nhưng tôi mới hỏi, ủa sao mấy đứa kia sao má không bồng vậy, má không cưng vậy. Bà mới nói chứ mấy đứa đó đã lớn rồi, nó tự lo được rồi, đâu còn nhỏ đâu bồng.
thì nhà hàng xóm nhà tôi cũng có con ghẻ với lại con ruột á, mẹ ghẻ con chồng á, thì người ta nói con ghẻ bả đâu có thương mà con ruột có bả đâu. Thành ra mình cứ nghĩ đệ mình là đệ tử ruột hay đệ tử ghẻ vậy, mà sao không thấy ổng ngưng ngưng dĩ mình vậy. Có nhiều khi mình cũng đọc sai nó, mà lúc trước còn cho bông hoa, lúc này không cho bông hoa gì đâu trời hết trơn á. Thì không biết hỏi hỏi thử đi coi ổng nói như sao. Ai nhà ổng đen cái PM của mình ra, ổng đưa cho cả đạo tràng biết rồi ổng nâng 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 cho mình ha. Được rồi, sư hãy chờ đấy. Bây giờ để con trả bà nha. Bà Tám đọc đi. Sắp bị nhân nè. Không sao, chị nhỏ. Bây giờ đọc nè. Bây giờ con xin trả bài kinh Pháp Cú số 59 nha. Xin sư ráng cho nhân cho con nghe sư. Nhân để con biết là con là đệ tử ghẻ hay là đệ tử ruột vậy, đệ tử ruột. Thôi giờ con đọc bài đi. Sắp bị nhân nè. Ok, bây giờ đọc nè. Ê quăng san kha ra bù tê su an tha bù tê phu túc cha nè. A ti rô cha ti phan nhà yát sam ma sam bú tha sa quá cô. Ê quăng san kha ra bù tê su an tha bù tê phu túc cha nè. A ti rô cha ti phan nhà yát sam ma sam bú tha sa. Con tích câu số 1 và câu số 2. Ê, chữ phải ê con về. Ê là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh là trường âm ngắn, ca là trường âm thông thường, rá đoản âm, phu tê hai trường âm thông thường, xú đoản âm. Phân tích câu số 2. Anh trường âm ngắn, thá đoản âm, phu tê hai trường âm thông thường, bú đoản âm, thúc trường âm ngắn, chá đoản âm, nghe trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, 4. Ê quăng san kha ra phù tê su an tha phù tê phu thúc cha nề. A ti rô cha ti phan nhà giá sam ma sam phú tha sa quắc hồ. Phân tích câu số 3. Á tí hai đoạn âm, rô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, thanh trường âm ngắn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm. Câu cúng cùi hay là câu cuối cùng, cái này con bắt chước sư đó sư, thầy nào thì cho y chang vậy đó. Sâm trường âm ngắn, ma trường âm thông thường, sâm pú hai trường âm ngắn, thá đoạn âm, sa trường âm thông thường, quá đoản âm, cô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Sau đó sau đó là dịch ra tiếng Việt Nam của Hòa Thượng Thích Minh Châu từ tiếng Pali qua tiếng Việt Nam của kinh Pháp Cú số 59. Quý vị cái này để nói ra bữa hổm tôi bị nhân cái này ha. Để tôi nhắc cho quý vị nghe, quý vị nào ở vô trong chùa của sư Trí Đức Hoài đó, quý vị nhớ khi mà đi nấu cơm á, đừng có nói chữ nấu cơm nha, phải nói à đi lấy gạo nấu cơm chứ đừng nói nấu cơm nha. Sư nói nấu cơm thì thành cháo rồi, phải để đi lấy gạo nấu cơm nha, đừng có nói giống vậy. Còn như là đi đi đừng đi mình bệnh á, để đi bác sĩ để bác sĩ khám bệnh, đừng có nói đi khám bác sĩ nha. Nói đi bác sĩ để khám bệnh. Nhớ nha, đi lấy gạo nấu cơm chứ đừng có nói đi nấu cơm nha. Ông nói nấu cơm thành cháo rồi, lấy cơm nấu thành cháo rồi, giống như Siêu Lỗ Tông nói gì đó. Bởi vì mình nói dịch ra tiếng Việt Nam nó ngắn gọn vậy đó. Ông bắt chước mình, ông nhân mình. À, đâu có dịch đâu, chỉ thấy gì đọc ra thôi, đâu có dịch gì đâu. Dạ, bây giờ con nói đi nghe sư. Con cái xong rồi đọc hết nguyên bài rồi. Đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu từ tiếng Pali ra tiếng Việt Nam, câu kinh Pháp Cú số 59 nha. Trời ơi. Bây giờ đọc lại câu 3, câu 4. Đọc lại câu 3, câu 4, đọc hết nguyên bài ca kệ và dịch từ tiếng Việt, từ tiếng Pali ra tiếng Việt Nam của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kỳ này chắc chắn cũng có nhân rồi, không nhân cũng có nhị thôi.
Rồi đọc đây, ổng kia mình bà tám rồi. Ati go chati phan nhà giáo sâm ma sâm vú thá sa quá cô. E quan san ka ra phù tề su an tha phù tề phu thúc cha nè. Ati go chati phan nhà giáo sâm ma sâm vú thá sa quá cô. Đọc thêm lần nữa cho chết em. E quan san ka ra phù tề su an tha phù tề phu thúc cha nè. A ti go cha ti phan nhà giá sâm ma sâm bú thá sa quá cô. E quăng san ca ra phu tê su an tha phu tê phu thúc cha nè. A ti go cha ti phan nhà giá sâm ma sâm bú thá sa quá cô. Ê quăng san ca ra phu tê su anh tha bu tê phu thúc cha nghề a ti rô cha ti phân nhà già sầm ma sầm bu tha sa quá cô. Cũng vậy, cái này là dịch, bản dịch, đọc đọc bản dịch từ tiếng Pali ra tiếng Việt Nam của Hòa Thượng Thích Minh Châu của câu Kinh Pháp Cú 59 nha, không có phải dịch tiếng Việt Nam nha. Cũng vậy, giữa quần xanh, uế nhiễm, mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác, sáng ngời với tể trí. Đó, hết rồi đó. Trời ơi, Giang Nhật Khả thương cho rồi chơi vợ. À, phe ta ba cái vỗ tay với chân. Hồng Mai cũng ba cái vỗ, cô vỗ tay vỗ chân. Đó, cô mất trà vỗ tay vỗ chân nha. Không thấy ổng cho cái bông hoa nữa trơn á. Ổng kêu mình bà tám, ông đi mất tiêu rồi. Chết chắc rồi. Thôi, cảm ơn quý vị nha. Đã cho bông hoa thưởng. Quý vị có thấy tôi có nhân cái gì không? Cho biết nha. Bây giờ, cảm ơn quý vị nha. Chúc quý vị ăn vui nha. Rồi mời người khác tới. Tiếp theo. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô Pháp Cú số 59. Ê quang sang ca ra phù tê su anh tha phù tê bú thút. Cha nê a ti rô cha ti phanh nha ya sam ma sam bút tha sa wa cô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. E trường âm thông thường, quang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang trường âm nhấn, ca trường âm thông thường, rá đoạn âm, phu tê hai trường âm thông thường, sú đoạn âm, anh trường âm nhấn, thá đoạn âm, phu tê hai trường âm thông thường, phú đoạn âm, thuốc trường âm nhấn, chá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Ê quăng sang ca ra phu tê xúc anh tha phu tê bút thuốc chá nê. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Á tí hai đoạn âm, rô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, thanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, xăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, xăm bút hai trường âm nhấn, thá đoạn âm, sa trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông thường. Ati ro chati thanh nha ya sam ma sam bút tha sa quá cô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 59. E quang sang ca ra phù tê su anh tha phù tê bút thút cha nê. Ati ro chati thanh nha ya sam ma sam bút tha sa quá cô. Ê quang sang ca ra phu tê su anh tha phu tê phu thốt cha nê. A ti rô cha ti phanh nhà gia sam ma sam bút tha sa wa cô. Cũng vậy, giữa quần xanh, uế nhiễm, mù, phà tục, đệ tử bậc chánh giác, sáng ngời với tuệ tri. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô, tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số... Dạ, để con kêu xuống. Số 59 ạ. Ê quang sang ca. Ta phu tê su an tha phu tê bu thu cha nê a ti rô cha ti bành nhà gia sam ma sam bu tha sa wa cô. Ê quang sang ca ra phu tê su an tha phu tê bu thu cha nê a ti rô cha ti bành nhà gia sam ma sam bu tha sa wa cô. Cũng vậy giữa quần xanh, uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác, sáng ngời với tuệ tri là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích ạ. Ê là trường âm thông thường, quăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, xăng là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, phu, tê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, an là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, phu, T là hai trường âm thông thường, bú là đoạn âm, thút là trường âm nhấn, trá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Ê quang sang ca ra phu tê su an tha phu tê bu thu cha nê. Á tí là hai đoạn âm, rô là trường âm thông thường, trá tí là hai đoạn âm, banh là trường âm nhấn. Nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, xăm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, xăm là trường âm nhấn, bút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường. Ati ro cha ti bành nhà ra sam ma sam bút tha sa wa cô. Ê quang sang ca ra phu tê su an tha phu tê bu thu cha nê. Ati ro cha ti bành nhà ra sam ma sam bút tha sa wa cô. Ê quang sang ca ra phu tê su an tha phu tê bu thu cha nê a ti rô cha ti banh nha ya sam ma sam bu tha sa wa ku. Ê quang sang ca ra phu tê su an tha phu tê bu thu cha nê an ti rô cha ti banh nha ya sam ma sam bu tha sa wa ku. Cũng vậy giữa quần xanh, uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác, sáng ngời với tuệ tri là bản dịch của Hiệu Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Thân mời Hà. Dạ, cảm ơn chị Nhung. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Thầm Ma giá, nam mô Sàng Thầy giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu đáp cú số 59. Ê quang sang ca ra phu tê su an tha phu tê phu thu cha nê a ti rô cha ti bành nhà gia sam ma sam bút tha sa wa so wa cô. Ê quang sang ca ra phu tê su an tha phu tê bu thu cha nê a ti rô cha ti bành nhà gia sam ma sam bút tha wa cô. Con xin phân tích. Ê trường âm thông thường, quan trường âm đặt theo giọng nguyên âm, sang trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, rá
đoạn âm phu trường âm phu tê hai trường âm thông thường xú đoạn âm an trường âm nhấn thá đoạn âm phu trường âm thông phu tê hai trường âm thông thường bú bú đoạn âm thú trường âm nhấn chá đoạn âm nê trường âm thông thường á con xin đọc hai câu e quan san kha phù tề su an tha phù tề ap cha nê á đoạn âm á tí hai đoạn âm vô trường âm thông thường chá đoạn âm chá tí hai đoạn âm bằng trường âm nhấn nhà trường âm thông thường giá đoạn âm xăm trường âm nhấn ma trường âm thông thường xăm trường âm nhấn xăm bút thay trường âm nhấn thá đoạn âm xa trường âm thông thường quá đoạn âm khô trường âm thông thường a ti vô cha ti bằng nhà giá xăm ma xăm bút thá xa quá cô e quang sang kha ra phù tề su an tha phù tề a tu cha nề a ti vô cha ti bằng nhà gia sam ma sam bút tha sa qua cô cũng vậy giữa quần sanh ế nhiễm mù phàm tục để tử bậc chánh giác sáng ngời với tại tri bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu con xin kể e quan san kha ra phu tê sư an tha phu tê bù thủ cha nê a ti vô cha ti ban nha ya sam ma sam bu tha sa wa ku dạ con đã đọc xong dạ con có sai xin ngài và đạo tràng tiến sĩ dạ con xin chào mít chụp kế tiếp dạ con kính lễ ba ngôi tam bảo con kính lễ ngài trí đức con kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ con kính chào quý đạo hữu con xin đọc câu kinh pháp cú số 59 ạ e quang sang ca ra phù tề su an tha phù tề bồ tát cha đề a ti rô cha ti bằng nhà gia sam ma sam bồ tát sa qua cô e quang sang ca ra phù tề su an tha an tha phút tê phút tút cha nê a ti rô cha ti bánh nha cha sam ma sam bút tha sa quá cô con xin phân tích câu 1 câu 2 ạ e quang sang tha ra phù tê su an tha phù tê phút tút cha nê e trường âm thông thường quang trường âm đọc theo giọng nguyên âm sang trường âm nhấn ca trường âm thông thường rá đoạn âm phu tê hai trường âm thông thường số đoạn âm ạ ăn trường âm nhấn thá đoạn âm phu trường âm thông phu tê hai trường âm thông thường cú đoạn âm thút trường âm nhấn trá đoạn âm nê trường âm thông thường ạ con xin đọc lại e quang sang kha ra phù tê su an tha phù tê phu thu cha nê con xin phân tích câu 3, câu 4. Á tí hai đoạn âm rô trường âm thông thường trá tí hai đoạn âm panh trường âm nhấn nha trường âm thông thường giá đoạn âm xăm trường âm nhấn ma trường âm thông thường xăng trường âm nhấn bút trường âm nhấn thá đoạn âm sa trường âm thông thường quá đoạn âm cô trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. A ti rô ti bành nhà gia sam ma sam bút tha sa quá cô. Con đọc lại cả bài. E quang sang kha ra phù tê su an tha phù tê bú thu cha nê a ti rô. A ti rô cha ti bành nhà gia sam ma sam bút tha sa quá cô. E quang sang kha ra phù tê su an tha phù tê bú thu cha nê a ti rô cha ti bành nhà cha sam ma sam bút tha sa quá cô
Cũng vậy giữa quần sanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể. Ê quang sang tha ra phu tê su an tha phu tê phu thốt cha lê a ti ro cha ti panh nha cha sam ma sam bút tha sa quá cô. Dạ con đã đọc và kể xong, con có sai con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Xin mời bạn Hồng Mai, con xin xuống mic ạ. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Sư Trí Đức, kính lễ Quý Chị Tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 59. Ê quang sang ca ra phù tê su an tha phù tê phu thúc cha nghề a ti rô cha ti tành nhà giá sầm ma sầm vút tha xà quá cô. Ê quang sang ca ra phù tê su an tha phù tê phu thúc cha nghề a ti rô cha ti tành nhà ya sam ma sam vút tha sa quá cô. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ê là trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang trường âm nhấn, ca trường âm thông thường, lá đoạn âm, phu tê hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, an trường âm nhấn, thá đoạn âm, phu tê hai trường âm thông thường, vú đoạn âm, thúc trường âm nhấn, chá đoạn âm, nơ trường âm thông thường. Ê quang sang ca ra phù tê su an tha phù tê phu thúc cha nề. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á tí hai đoạn âm, rô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, phanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, xăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, sam vút hai trường âm nhấn, thá đoạn âm, sa trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông thường, atiro chati tành nhà ya sam ma sam vút tha sa quá cô. Dạ con xin đọc lại câu 5. Ê quang sang ca ra phù tê su an tha phù tê phu tung cha nê a ti rô cha ti tành nhà ya sam ma sam vút tha sa quá cô. Cũng vậy giữa quần sanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri, đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ. Ê quang sang ca ra phù tê su an tha phu tê phu thung cha nê a ti rô cha ti tanh nha ya sam ma sam vút tha sa quá cô. Ê quang sang ca ra phu tê su an tha phu tê phu thung cha nê a ti rô cha ti tanh nha ya sam ma sam vút tha sa wa cô. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai thỉnh sư Đức Trí cùng đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ cảm ơn đạo tràng, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ xin mời niệm từ ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính cúi đầu đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và con kính lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ Quý Bảo Quý Cô Tu Nữ, con kính lễ Cô Tu Nữ Phúc Hạnh. Và con kính chào Đạo Tràng. Và con cảm ơn Đạo Tràng đã cho con niềm từ bi và âm thanh rõ. Và hôm nay con xin đọc và phân tích câu số 59. Ê quang sang ca ra phù tê su a an an phát vù tê bú chúc cha nề a ti rô cha ti bệnh nhà ya sam ma sam bút tha sa quá cô. Ê quang sang ca ra phù tê su an phát vù tê bá chúc cha nề a ti rô cha ti bệnh nhà sam ma sam bút tha quá tha sa quá cô. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2.
Ê văn san ca ra phù tê su an pha pha phù tê ba thúc ca nề. Và câu số 1, Ê là trường âm thông thường, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. San là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, ra là trường âm, là đoạn âm. Phu là tê, là hai trường âm thông thường, su là đoạn âm. Và câu số 2, anh là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, tê là trường âm thông thường, bú là đoạn âm, thúc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. A ti lô cha ti bần nhà ya sam ma sam bút tha hoa tha sa hoa cô. Và câu số 3, á tí là hai đoạn âm, rô là trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Xăm là câu số 4, xăm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, xăm là trường âm nhấn, bút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, mà cô là trường âm thông thường. Nhà con xin đọc lại. Ê văn sang ca ra phù tê su an tha phù tê ba chúc cha nề. A ti rô cha ti bệnh nhà ya sam ma sam bút tha sa hoa cô. Ê văn sang ca ra phù tê su an tha pha phù tê ba chúc cha nề. A ti rô cha ti bệnh nhà ya sam ma sam bút tha sa hoa cô. Ê văn san ca ra phù tê su an pha phù tê bát bút thúc cha nề. A ti rô cha ti bệnh nhà ya sam ma sam bút tha sa hoa cô. Cũng vậy, giữa quần sanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Ê, ê quảng sân ca ra phụ tê su an pha phụ tê bù thủng cha nê. A ti rô cha ti bản nhà ya sam ma sam bút tha sa hoa cô. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Con có sai, con mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại dùm con. Và con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ nhận từ xin mời điều bàn tay của Tina. Dạ, nam mô Bích Tha giá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 59. Ê văn sang kha ra phù tê su an tha phù tê pu thút cha nê. A ti phù cha ti pan nhà yá sam ma sam pu tha sa quá cô. Câu phân tích câu 1 và 2. Ê văn sang kha ra phù tê su an tha bù tề phú thú cha nề. Ê trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang trường âm nhẫn, kha trường âm thông thường, rá đoạn âm, phu tê hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, anh trường âm nhẫn, thá đoạn âm, phu tê hai trường âm thông thường, phú đoạn âm, thút trường âm nhẫn, chá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Ê văn sang kha ra phù tê su an tha phù tê phú thú cha nê. Câu 3 và 4. Á tí rô chá tí bành nhà giá sam ma sam phú tha sa vá cô. Á đoạn âm tí đoạn âm rô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, bành trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, sam trường âm nhẫn, ma trường âm thông thường, sam trường âm nhẫn, bút trường âm nhẫn, thá đoạn âm, sa trường âm thông thường, quá đoạn âm, khô trường âm thông thường.
Atiru chati panya yasamma samputasa vaku Ewang sankara pute su anta pute putu chane Atiru chati panya yasamma samputasa vaku. Cũng vậy, giữa quần sanh, uế nhiễm, mù, phàm tục, đệ tử bậc chánh giác, sáng ngời với tuệ tri của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê quán sân khơ là bù tí su, anh tha bù tê bù thún cha nê, a tí rô cha tì bánh nha giá, sắm ma sắm phun, thà xa hoa khô. Ê quán sân khơ là bù tí su, anh tha bù tê bù thún cha nê, a tí rô cha tì bánh nha giá, Samma Sambuddha Sāvako. Dạ, thưa con đã đọc xong, có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ. Con xin lễ Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con xin kính thánh lễ quý cô tu nữ. Dạ, kính chào đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú 59. Ê quan sang ca ra bồ tê su an tha bồ tê bu thuốc cha nê a ti rô cha ti bèn nhà ya sam ma sam bùa tha sa quá cô. Ê quan sang ca ra bồ tê su an tha bồ tê bu thuốc cha nê a ti rô cha ti bèn nhà ya sam ma sam bùa tha sa quá cô. Dạ, con xin được phân tích. E là trường âm thông thường, quan là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sân là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, rá đoạn âm, pu tê là hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, an là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, pu tê là hai trường âm thông thường, pú là đoạn âm, thuất là đoạn âm, chá là đoạn, ở thuất là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Dạ, câu 3, câu 4. Á tí là hai đoạn âm, rô là trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, ben là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá đoạn âm, xăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, xăm trường âm nhấn, bút trường âm nhấn, xăm trường âm nhấn, bút trường âm nhấn, thá đoạn âm, sa là trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô là trường âm thông thường. Dạ, con xin được đọc lại. Ê quan sang ca ra bù tê su an tha bù tê bù thuốc cha nê a ti rô cha ti bèn nhà giá sam ma sam bùa tha sa quá cô. Ê quan sang ca ra bù tê su an tha bù tê bù thuốc cha nê a ti rô cha ti bèn nhà giá sam ma sam bùa tha sa quá cô. Cũng vậy, giữa quần sanh, uế nhiễm mù, phàm tục, bậc đệ tử Phật, bậc chánh giác, sáng ngời với tuệ tri. Cũng vậy, giữa quần sanh, uế nhiễm mù, phàm tục, đệ tử bậc chánh giác, sáng ngời với tuệ tri, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân sư, kính tri ân đạo tràng và cảm ơn Quang Thanh đã bốt bài. Con xin xuống mít, xin mời. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức và kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Và con kính thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang. Con kính chào đạo tràng, con xin đọc bài câu pháp cú. Năm mươi chín. Ê quang sang ca rùm ra phù tê su an tha bù tê bù tút
cha nề a ti rô cha ti bành nhà ra sầm mà sầm bút tha xà hoa cổ ê quăng sang sang ca ra phù tê su an tháp phù tê bu thút cha nề a ti rô cha ti bành nhà ra sầm mà sầm bút tha xà hoa cổ. Dạ con phân tích câu 1 và câu 2. Ê là trường ẩm ê quăng sang ca ra phù tê su an tha phù tê bu thút cha nề. Ê là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, phu tê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, an là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, phu tê hai trường âm thông thường, bú là đoạn âm, thút là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. A ti rô cha ti bành nhà ra sầm ma sam bút tha xà qua cổ. Á tí là hai đoạn âm, rô là trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, xăm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, xăm là trường âm nhấn, bút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, xa thường, quá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Ê quăng sang ca ra phù tê su an tháp tháp phù tê bu thút cha nề a ti rô cha ti bành nhà ra sầm ma sầm bút tha xà qua cổ. Cũng vậy giữa quần xanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Đấy là của bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Ê quăng sang ca ra phu tê su an tha phu tê bù thút cha nê a ti rô cha ti bành nhà ra sâm mà sâm bút tha xoa hoa cô ê quăng sang ca ra phu tê su an tha phu tê bù thút cha nê a ti rô cha ti bành nhà ra sâm mà râm bút tha xa hoa cô. Dạ con đã đọc và kệ xong và phân tích xong, con có sai mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic, con kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Alo 123 123, cô tu nữ Phúc Hạnh chờ một tí ha. Nên Đức Phật Trang cũng chờ một chút ha. Alo, quý vị nghe rõ ha? Rồi, cô tu nữ Phúc Hạnh chạy đâu mất tiêu rồi. Rất mạng luôn rồi hả? Nhiều quá thì nó bị rối. Thế thì bây giờ xử lý ba cái lỗi. Tất cả là ba cái lỗi. Một cái lỗi về Pali, ba cái lỗi về tiếng Việt. Bây giờ Pali á, thì siết cúng ha, tôi thì cúng chữ banh nhà giá thì siết cúng đọc chữ banh nhà, đọc giống như chữ bên ha, bên nhà giá. Quý vị có nghe rõ không ạ? Nhưng mà chúng tôi nghe giống bên nhà giá. A ti rô cha ti bành nhà giá ha, sư cũng coi lại chỗ này ha. Đó là phần Pali. Phần tiếng Việt có ba vị
vi phạm cái chỗ tuệ tri. Người thứ nhất là Sikkim. Sikkim đọc là người thứ hai trong đạo tràng sau Sikkimitta, thì sáng ngời với tuệ tri. Nhưng mà Sikkim đọc là tuệ trí. Sikkim đọc là tuệ trí. Tại sao ở chỗ này là tuệ trí? Chữ rô chà tí là sáng ngời, mà á tí là rực rỡ cực kỳ. Với trí tuệ bành nhà dạ thì ở đây gọi là tuệ trí. Nhưng mà Sikkim niệm từ lại không đọc là sáng ngời với tuệ trí, mà Sikkim niệm từ đọc là sáng ngời với trí tuệ. Đó là người thứ hai. Người thứ ba vừa rồi nè, vừa rồi Sikkim Quang Thanh hả? Sikkim Quang Thanh đọc là sáng ngời với cái gì? Với trí tuệ hả? Sáng ngời với trí tuệ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã dịch rồi, chúng ta cứ thế mà làm thôi, đọc theo thôi, chứ không, chúng ta không cần phải canh cãi, chúng ta không cần phải dịch thêm. Mà nếu mà Ngài dịch sai mà chúng ta chỉnh sửa thì cái đó gọi là chúng ta mất dịch đó. Cái đó không được. Bởi vì căn cứ theo cái từ Pali thì chúng ta Ngài đã dịch rất là sát nghĩa với năm từ mà Ngài dịch rằng Atiro Chattipanya Giá, sáng ngời với tuệ trì. Chúng ta thấy tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta thấy là Ngài dịch sai, mình sửa. Thì như vậy thì tam sao thất bổ, mà chúng ta không đủ khả năng để mà sửa. Vậy thì Ngài đã dịch như vậy, chúng ta cứ y cứ mà phụng hành. Về trình độ Bali thì chúng ta còn yếu kém, nhưng mà đã có sẵn như vậy thì chúng ta cứ thế mà thực hành thôi, chứ không có sửa thêm gì nữa ha. Rồi phần tiếng Việt có ba vị ha, phần Bali có một ha. Rồi bây giờ mời Đại Đức Pháp Trang trước, rồi cô tu nữ của Phạm sau ha. Rồi Hoa Nghĩ nha. Nam mô Bất Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Đại Đức Trợ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và trân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và giờ đây chúng con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 59. Ê vang sang ca ra phù tê số an ta phù tê pa thu chân nê a tê rô cha tê pa nhà ya sam ma sam pa ta sa vắc vô. Ê vang sang ca ra phù tê số an ta phù tê pa thu chân nê a tê rô cha tê pa nhà ya sam ma sam pa ta sa vắc vô. Ê vang sang ca ra phù tê số an ta phù tê pa thu chân nê a tê rô cha tê pa nhà ya sam ma sam pa ta sa vắc vô. Cũng vậy giữa vườn xanh với nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri. Ở đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con đã đọc xong. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh là một Phật Thầy Giá. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và Phúc Hạnh kính chào đạo tràng. Sau nơi con xin đọc câu Pháp Cú số 59. Ê văn sang ca ra phù tê su an tha phù tê bồ tú chá nê. A tí rô chá tí bàn nhà. Ya samma sambuddha sa vako evang sankara phu te su antha phu te bhu thu
cha nề a tí rồ cha tí bàn nhà giá sầm màn sầm bút thá xà quá cô. Con xin phân tích. E là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Câu số 2. An là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, phu tê là hai trường âm thông thường, ú là đoạn âm, thúy là trường âm nhấn, chá là trường âm nhấn, nê là trường âm thông thường. Câu số 3. Á tí là hai đoạn âm, rô là trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm, ban là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Câu số 4. Xâm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, xâm bút là hai trường âm nhấn, thá là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường. Ê quang sang ca ra phù tê su an tha phù tê bồ tư chá nề. A tí rồ chá tí bàn nhà giá sầm mà sầm bút tha xà quá cô. Ê quang sang ca ra phù tê su an tha phù tê bồ tư chá nề. A tí rồ chá tí bàn nhà giá sầm màn sầm sầm mà sầm bút tha xà quá cô. Cũng vậy giữa quần xanh ế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng người với tự tri. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kệ. Ê quán sanh ca ra phu tê su an tha phu tê tui cha nê. A tí rô cha tí ban nhà gia sam ma sam bua ta sa qua cô. Dạ con đã đọc và phân tích kệ xong, con có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đến lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đến lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 59. Ê quăng sang ca rắp phu tê xúc, anh thắp phu tê, bút hút cha nê. Atiro chatipanya ya samma sambuddhasa wakko. Cũng vậy giữa quần sanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri. Dạ con xin kệ. Ê quan sang ca ra phu tê su an tha phu tê bồ thu cha nê. Atiro chatipanya ya samma sambuddhasa wakko. Ê quan sang ca ra phu tê su an tha phu tê bồ thu cha nê. Atiro chatipanya ya samma sambuddhasa wakko. Ê quan sang ca ra phu tê su an tha phu tê bồ thu cha nê. Atiro chatipanya ya samma sambuddhasa wakko. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời người tiếp theo ạ. Dạ sa thủ đành thai. Con hãy tri ân đại đức tự đức. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn Thiên Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn chị Metta. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tây Đức cùng chư Tân Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Thanh Hoàng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ con xin được trả bài câu pháp cú kinh số 59 và
con xin phân tích một lần bốn câu luôn ạ. Ê quăng sanh ca ra phù tê su anh ta phù tê bú thuốc cha nệ a ti rơ cha ti bàn nhà cha sầm ma sầm bụt tha xa quá cơm. Ê quăng sanh ca ra phù tê su anh ta phù tê bú thuốc cha nệ a ti rơ cha ti bàn nhà cha sầm ma sầm bụt tha xa quá cơm. Thấy Quỳnh Giang Nhật Hà chạy, bữa nay tập thể dục hơi nhiều. Nếu mà Quỳnh Giang Nhật Hà có ông bài thì đưa bàn tay nhanh, nhanh Giang Nhật Hà. Ê, trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sanh trường âm nhắn, ca âm thông thường, rá đoạn âm, hu tê hai trường âm thông thường, sú đoạn âm, anh trường âm nhắn, thá đoạn âm, hu trường phu tê hai trường âm thông thường, bú đoạn âm, thuốc trường âm nhấn, chá đoạn âm, nê trường âm thông thường, á đoạn âm, tí đoạn âm, rô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, banh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, xăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, xăm trường âm nhấn, bút trường âm nhấn, thá đoạn âm, sa trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông thường. Ê quăng sanh ca ra phụ tê su anh ta phụ tê bù thuộc cha nệ a ti rơ cha ti bạn nha và sam ma sam bút ta sa quá cô. Cũng vậy giữa quần sanh ế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri. Và đây là bản phiên ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ, con đọc và phân tích có sai, con cung kính ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Con xin được kệ ạ. Ê quăng sanh ca ra phù tê su anh ta phù tê phù thuộc cha nê a ti rô cha ti ban nha ya sam ma sam bút tha sa qua cô. Ê quăng sanh ca ra phù tê su anh tha phù tê phù thuốc cha nê a ti rô cha ti ban nha ya sam ma sam bút tha sa qua cô. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Quỳnh Giang Nhật Hà có đưa bàn tay lên không? Alo, alo, Giang Nhật Hà ơi, có ôn bài được không cho Nhật Quỳnh một tòa? Rồi, vậy là Giang Nhật Hà rất mít rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn trở lại để chúng con được học từ vựng và duyên sự câu pháp cú kinh năm 18 và năm 19. Dạ con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Kính lễ được Đức Pháp Trang đại tuệ đức. Chào cô tu nữ Phục Hạnh. Chào như vừa nói luôn. Cô tu nữ Phục Hạnh phân tích đọc về Bali rất là chuẩn. Nhưng mà rồi sao? Phân tích một đường mà đọc một nẻo. Anh tha phu tê bú thốt chá nê, chữ bú thốt chá nê, mà thấy cô tu nữ Phúc Hạnh đọc là bô thốt chá nê. Phân tích thì bú thốt chá nê, mà khi mà đọc qua dòng kinh thì là bô thốt chá nê. Bị phân tâm ha. Cô tu nữ Phúc Hạnh chắc là nấu cháo nấu gì đó rồi cái chạy lên chạy xuống hay là sợ để Đức Pháp Trang rồi la rồi cái bị chỗ này bị phân tâm à. Rồi không sao, nhưng mà phân tích đúng là chính xác là tốt rồi ha. Chúng ta thấy cái câu cuối ha, bút tha xà quá cô ha. Bút tha là giác ngộ ha, xa quá cô là không có gần ha, không có gần nữa, xa quá cô ơi ha.
chỗ này chúng ta thấy Buddha là giác ngộ, Buddha là Phật ha, mà Phật thì xa quá cô, tức là đối với mấy cô thì xa quá đi. À, Phật toàn giác thì không có địa vị của mình, Phật độc giác cũng không có người nữ tham gia. À, chúng ta thấy hai cái hạng Phật mà người nữ không tham gia, sao cô chỉ có thiên văn giác thôi. À, thôi có ý nghĩa ha. Như vậy hoài mê tăng được nghe vân vân thế quan cái nghĩa à ra phù tề su sanh ca à ra phù tề Sankara, Sankara đó là Sankara là bụi bặm rắc rối. À, mà chữ Sankara này á, à, do cái tiếp đồng ngữ san cộng với căn ngữ cá, à, tức là cái động từ có rô tí là làm á. À, thì ở đây Sankara có nghĩa là bụi bặm rác rưởi trộn lẫn với nhau. À, rồi cái gì nữa, phu tê su do từ phu tá, phu tá cũng là một danh từ nam tính, ác lành tấp cùng linh ga, phu tá là chúng sanh, nhưng mà phu tá ở đây được ghi theo định sở cách số nhiều sa tầm y phát trí bổ quá trình a, cho nên phu tá biến thành phu tê su. À, vậy thì Sankara phu tê su, à, giữa các hạng chúng sanh rác rưởi hay là ở giữa quần sanh bụi bặm, à, cái từ Sankara phu tê su thì như vậy, à, giữa các hạng chúng sanh rác rưởi, như vậy ở giữa các hạng chúng sanh rác rưởi. Nhưng mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài dịch rất là khiêm tốn, cũng vậy giữa quần sanh ha. À, Ngài dịch rất là thanh tao, rất là ngắn gọn ha. Rồi, câu số 2. Anh tháo phù tề bú thốt chá nề, anh tháo phù tề bú thốt chá nề, hai từ. Anh tháo phù tề, chúng ta thấy do hai từ anh thá và phu tá. Anh thá đây là một tính từ, có nghĩa là tâm tối mù mịt, hay là tối tâm trời đất á, nghĩa là ta như choáng váng, gọi là không có thấy gì hết, tối tâm mù mịt, anh thá. Rồi chữ phu tê do cái từ phu tá, phu tá thì chúng ta đã thấy ở trên, có nghĩa là chúng sanh, mà chữ phu tá này được chia theo định sở cách số ít, định sở cách số ít tức là sát tầm ý phát tí ê các quá trình a, cho nên phu tá biến thành phu tê. Anh tháp phu tê là ở giữa hàng chúng sanh bị tâm tối, ở giữa các hàng chúng sanh bị mù mịt, ở giữa chúng sanh bị tâm tối, ở giữa chúng sanh bị mù mịt. Mù mịt cái gì? Buddhocchane, Buddhocchane. Chữ Buddhocchane do hai từ Buddhu cộng với Chane. Chữ Buddhu, à, đây là một tính từ có nhiều, có nghĩa là nhiều, hay là đại trà, hay là phổ cập phổ thông, mà chữ phu thu này nhiều, phổ cập đại trà. Rồi chữ chana do từ chana, chana là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. À, chana ở đây được chia tâm định sẽ có số ít sát tầm mỹ phát thi hệ các quan trọng, cho nên chana biến thành chana. Chana là con người,
hay là chúng sanh. Thì ở đây Phú Thúc Trần Đê, ở giữa hạng phàm tục hay phàm phu thì không được ha, giữa những hạng phàm tục thì cái câu này anh thắp phu tê phu thuốc trả nề, giữa các hàng chúng sanh bị tâm tối rồi phàm tục, giữa những hàng chúng sanh tâm tối phàm tục thì ngài hòa thượng dịch rằng uế nhiễm mù phàm tục, uế nhiễm mù phàm tục, rất là ngắn gọn ha. Rồi bây giờ câu số 3, Adiro Chattipanya ya, Adiro Chattipanya ya, sư cô nhớ chỗ này ha. Chữ bành nhà giá chứ không phải chữ bền ha. Ati rô chát ti, ati, đây là một tiếp đầu ngữ, có nghĩa là rực rỡ cực kỳ vi diệu ha, rực rỡ cực kỳ vi diệu. Chữ ati đó là một tiếp đầu ngữ. Rồi cái động từ rô chát ti do căn ngữ rút, có nghĩa là sáng ngời, rực rỡ, rực sáng, sáng ngời, rực rỡ, rực sáng. Vậy thì cái động từ atiro chati, sáng ngời, rực rỡ, rực sáng. Mà sáng ngời, rực rỡ, rực sáng là cái gì? Panyaya. Panyaya, cái từ panya đây là một danh từ nữ tính, akaranta itthi linga, bà panya, panya được ghi theo sử dụng cách số ít, sử dụng cách số ít tức là tát giáo quy pháp tí e ca quá trình ha, cho nên chữ panya biến thành panyaya. Panyaya có nghĩa là với trí tuệ. À, với trí tuệ thì sao? Câu này với trí tuệ coi như rực sáng ha. Với trí tuệ sáng ngời, với trí tuệ rực rỡ, sáng ngời, rực rỡ, rực sáng để làm cái gì? Để biết, để biết cái vấn đề uế nhiễm mù phàm tục của chúng sanh, của nhân loại. Chắc là cái chữ tri này chữ tri, chữ banh nha rồi tri, chắc là coi như với trí tuệ để thấy cái đó, chứ không phải tuệ trí ha. Tri chắc là biết với nhiễm này, mù phàm tục nè, chứ không phải là tuệ trí ha. Rồi ở đây là tuệ trí. Rồi câu cuối cùng, Samma Sambuddhassa Vakku, Samma Sambuddhassa Vakku. Chữ Samma Sambuddha, đây là một danh từ nam tính ha. Bởi vì một vị toàn giác không phải là người nữ. Samma Sambuddha Akaranta Pumlinga, Samma Sambuddha. Thì Samma Sambuddha đây là một danh từ nam tính, tức là người nam mới thành Phật toàn giác, người nam mới thành Phật độc giác. Thì Samma Sambuddha có nghĩa là đấng chánh đẳng chánh giác. Mà chữ Samma tức là chân chánh, thích hợp, đúng. Rồi Sambuddha đã được hoàn toàn giác ngộ, đã được hoàn toàn giác ngộ. Bởi vì cái chữ Buddha, cái căn ngữ Bút có nghĩa là hiểu biết, có nghĩa là giác ngộ. Vậy thì Samma Sambuddha là đấng chánh đẳng chánh giác. Rồi chữ Sa Vakku ở phía sau
sa hoặc cô giống từ sa hoặc cá, có nghĩa là akarantapumlinga, nó là một danh từ cũng nam tính luôn. Sa hoặc cá có nghĩa là vị thanh văn, người lắng nghe, người lắng nghe bậc thanh văn hay là vị thanh văn hoặc là người lắng nghe. Và chữ sa hoặc cá này, sa hoặc cá này đứng làm chủ từ số ít. Bà tham án e ca quá chăng nam bị phát tí, cho nên sa hoặc cá biến thành sa hoặc cô. Vậy thì samma sambuddhassa vakku, vị thanh văn của đấng chánh đẳng chánh giác, vị thanh văn của đấng chánh đẳng chánh giác. Như vậy câu Phật ngôn 59 cho chúng ta một ý nghĩa. Cũng vậy, ở giữa các hàng chúng sanh rắc rưởi, bị tâm tối phàm tục, vị thanh văn của đấng chánh đẳng chánh giác rực sáng với trí tuệ. Tương tự như thế, ở giữa các hạng chúng sanh rác rưởi, bị tâm tối phàm tục, vị thanh văn của đấng chánh đẳng chánh giác rực sáng với trí tuệ. Ngài Hoàng Thượng Giới Đức ngắn gọn: môn đệ Đức Chuyển Pháp Vương, trí tuệ chiếu sáng khắp phương, khắp phường tối tâm. Môn đệ Đức Chuyển Pháp Vương, trí tuệ chiếu sáng khắp phường tối tâm. Có hai câu chữ Banh Nha khác với Vichcha. Banh Nha là trí tuệ, Vichcha là minh. Cũng như tuệ trí khác với tuệ trì như thế nào, trí với trì như thế nào, trí tuệ là sáng suốt, tuệ trì là biết á, trì là am tường hiểu rõ. Mà am tường hiểu rõ cái gì? Hiểu rõ cái vấn đề mà tâm tối mù mịt của chúng sanh, nghĩa ra là mình biết. Còn trí tuệ là cái sự vươn lên ánh sáng của trí. Trí có trí văn, trí tư, trí tu. Còn tuệ thì tuệ trí. Do cái trí tuệ mà mình rút được kinh nghiệm, mình có được một cái sự tường tận hiểu biết về người này người kia. Trí là biết. Còn trí là coi như sáng suốt. Thầy thấy vậy đi. Nói nhiều quá, nói đâu lại cô đâu, phải không cô Kim? Chánh trí với chánh trí, chánh trí là biết một cách, trí tuệ hiểu biết cách chân chánh, chánh trí, liễu trí, rồi tuệ trí, rồi cái quan trọng nhất là chúng ta biết cái bài học này như thế nào, đó mới là trí. Chúng ta dùng trí tuệ để biết cái bài học như thế nào, đó là trí. Rồi, câu Phật ngôn 58, 59, sau khi mà hiểu ý nghĩa tự vận sau khi học xong qua viên sự xong thì quý vị có quyền hỏi. Còn bây giờ khoan hỏi làm rối đồ hình nhất là cái bà tám này. Từ từ nha. Bây giờ ngay dân sự, mời dân sự này hơi dài, quý vị thông cảm đi. Xong dân sự chúng tôi cố gắng để có thời gian quý vị nói là trí và trí như thế nào ha. Thế còn bây giờ nếu mà quý vị mà xen vô thì coi như làm rối đội hình. Câu Phật ngôn 58, 59 được Đức Phật thuyết ra ở tại chùa Kỳ Viên. Mà chùa Kỳ Viên thì quý vị biết hiện giờ vị nào đang ở? Alo, vị nào biết rõ? Chùa Kỳ Viên hiện giờ vị nào đang ở? Sao im ru vậy? Trí đâu, trí đâu? Ở đúng rồi, sư Hình Tâm đang ở đó.
sư thành đồng chủ cái rung của Nguyên Như Kỳ Viên đang trụ trì chùa Kỳ Viên, mà Kỳ Viên ở Mỹ nha, còn Kỳ Viên ở Việt Nam là ngài Ba Lô, ngài Tăng Định à. Chỉ có trúng ở bên Mỹ thôi. Đúng rồi, quý vị ở Mỹ thì quý vị nói vậy là đúng rồi. Quý vị ở Việt Nam không dành cho mình cái chùa Kỳ Viên ở đường Bàn Cờ ở Sài Gòn nữa. À, chắc là quý vị nghĩ rằng ô cái mùa này bị dịch rồi, thôi cửa đóng then cài khỏi nói ha, không sao. Bây giờ tại chùa Kỳ Viên ha, thì Đức Phật đề cập đến một vị đệ tử của nhóm Ngoại Đạo, mà nhóm Ngoại Đạo này có cái tên là Niganta. Nhóm Ngoại Đạo Niganta và cái người mà được đề cập đến trong cái nhóm Ngoại Đạo này là Garahadinna, không phải là cái tên Garahadinna này là đệ tử của cái nhóm Niganta, mà Niganta này là họ không tin về Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, cho nên gọi là ngoại đạo. Còn nếu mà tin về Đức Phật, giáo pháp và chư tăng thì không phải là ngoại đạo mà nội đạo ha. Rồi bây giờ ở trong thành Savatthi có hai người bạn, một là ông Siddhartha và ông Garahadinna. Bây giờ quý vị biết ông Siddhartha, quý vị biết làm sao đây? Để thấy hai người bạn này chơi với nhau, một bên thiện, một bên ác, một bên là đúng, một bên sai. Cũng giống như con người của chúng ta có hai phần, một cánh tay mặt, một cánh tay trái. Thì ở đây ông Garahadinna, ông này là tay trái, còn một ông là Siddhartha. Alo, Siddhartha biết làm sao đây bà con? Quý vị đọc trôi chảy. Siri đúng, nhưng mà Gutta viết thành Gutta là tật. Siri Gutta, Gutta có nghĩa là gìn giữ, hộ trì. Siri Gutta rồi, xà thủ Trích Nhật Quỳnh, Trích Kim Nhung đúng. Siddhartha và cái ông Garahadinna là hai người bạn thân, mà thân nhưng mà cái lý tưởng khác nhau nha. Cũng như con người của chúng ta, cũng giống như con người của chúng ta, có một bên mặt, một bên trái. Khi chúng ta làm việc thiện thì cái ác nó cản, khi chúng ta làm việc ác thì cái thiện nó hoan hỷ. Khi chúng ta việc tắt cái cản, mà khi chúng ta làm việc ác á, thì cái thiện nó cản. Con người của chúng ta luôn luôn có sự nghĩa là mâu thuẫn như vậy. Thì bây giờ ở trong thành Savatthi có hai người bạn là Siddhartha và ông Garahadinna. Ông Siddhartha là một cận sự nam, còn ông Garahadinna là đệ tử của nhóm Ngoại Đạo Niganta. Mà các vị du sĩ Ngoại Đạo này thường suối bảo ông Garahadinna, ông là bạn của Siddhartha, sao ông không chỉ dạy cho ông đó theo sa môn Gotama làm cái gì, theo đạo của ông ta có được lợi ích chi, ông nên khuyến dụ ông ấy để nghe chúng ta thuyết pháp, hướng dẫn cho ông ta, để cho ông ta coi như quay về với chúng ta. Thì nghe lời các vị thầy, ông Garahadinna lân la gần gũi với Siddhartha. Những lúc mà hai người đứng hoặc ngồi chung thì ông ta mới khuyên bạn mình như thế này: này bạn ơi, bạn theo sa môn Gotama làm cái gì? Theo ông ấy có được lợi ích chi?
sao mà không tìm đến giường các bậc đại đức của chúng tôi. Mặc dù nghe bạn của mình nhắc nhở như vậy nhiều lần, nhưng mà ông Siriputta làm thinh bỏ qua. Rồi một hôm, ông Siriputta hỏi Garaha Dinna: "Này bạn, bạn thường đến chơi với tôi trong lúc đứng hoặc ngồi. Bạn hay nhắc nhở tôi là theo đạo của Sa môn Gotama bạn sẽ được lợi ích gì? Bạn hãy đến cúng dường đến chư đại đức của tôi." "Thưa bạn, xin lỗi bạn, đừng có buồn. Đối với tôi, các đại đức của bạn nào có biết cái gì đâu." "Thôi thôi bạn ơi, đừng có nói vậy. Các vị đại đức của tôi thì có gì mà không hiểu. Các ngài thông suốt tất cả các nghiệp do thân, do khẩu, do ý trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Các ngài biết trước được việc nào sẽ xảy ra hoặc là không xảy ra, việc nào có thể cũng những cái việc không có thể nữa." "Ồ, bạn nói vậy có chắc không?" "Vậy thưa bạn, chắc chứ. Nếu quả vậy thì bạn rất là tệ. Từ bấy lâu nay sao bạn không chỉ rõ dùm tôi việc đó? Đến hôm nay thì mới biết được oai lực và ý giác của các vị đại đức của bạn. Thôi thì tôi nhờ bạn thay mặt tôi đi thỉnh dùng các ngài đến đây để tôi cúng dường." Ông Garaha Dinna đi đến chùa của nhóm Nigantha đảnh lễ các thầy và bạch rằng: "Bạn tôi là Siriputta, xin thỉnh các ngài ngày mai đến nhà của ông ta để cúng dường." "Ồ, chính ông Siriputta nói với ông như vậy phải không?" "Dạ phải, bạch các ngài." Rồi nhóm ngoại đạo Nigantha vui mừng hớn hở và bảo với nhau: "Chúng ta bây giờ khỏe rồi, chỉ có việc nằm ngủ mà thôi. Thế mà được Siriputta tin tưởng nơi chúng ta thì từ nay về sau thì các thứ lễ vật nào mà chúng ta chẳng có được." Rồi chỗ ở của ông Siriputta rất là lớn và rộng. Trong khoảng đất đó có một cái nơi trống giữa hai ngôi nhà. Ông cho đào một cái mương dài rồi lấy sình non và phân lấp đầy cái mương bằng mặt đất. Ngoài hai cái đầu mương, ông cho đóng hai cái cây cừ 16 đầu, nó rố lên cột dây văng dài trên đường mương. Rồi ông sắp ghế thành một hàng, chân trước ghế nằm trên cái mép mương, chân sau thì nằm gá lên cái đường dây. Và như thế người ngồi trên ghế sẽ bật ngửa ra sau, té chống gọng. Muốn che giấu cái đường mương, ông cho trải thảm phủ lên hàng ghế. Phía sau nhà, ông cho sắp rất là nhiều cái khạp không, lấy lá chuối và vải cũ bịt miệng khạp. Rồi lấy cháo, cơm, bơ, đường, bánh vụn, cây chép lên bên ngoài. Sáng hôm sau, ông Garaha Dinna lật đật đến nhà bạn thật sớm và hỏi: "Lễ vật cúng chư đại đức của tôi đã sẵn sàng chưa?" "Đàng hoàng hết rồi bạn ơi." "Đâu, để tôi coi thử." "Mấy cái khạp đó, đây là khạp đường cháo nè, khạp cơm nè, khạp bơ nè, khạp đường nè, khạp bánh nè, đủ thứ tùm lum hết. Ghế ngồi cũng đã sắp sẵn hết rồi." Ông Garaha Dinna: "Ồ, hoàng hỷ quá, xa thủ lành thai." Rồi ông ta đi về. Vừa khi mà ông ta vừa đi ra thì 500 du sĩ Nigantha cũng vừa đi đến. Ông Siriputta ra khỏi nhà, gieo năm bốt xuống đánh lễ các ngài Nigantha, rồi đứng dậy chắp tay nguyện thầm: "Nghe nói các ngài biết được quá khứ, vị lai và hiện tại, cái gì cũng biết hết. Chính người hộ độ của quý ngài đã nói với tôi như vậy. Mà nếu quả thật quý ngài toàn tri thì quý ngài đừng có bước vào nhà tôi.
Vì khi mà quý vị, quý ngài mà bước vào nhà tôi á, ngày nào mà té xuống mương phẳng thì tôi sẽ lấy cây tôi đập à. À, khi mà nguyện như vậy xong thì ông Sĩ Lý Quốc Tá dặn với các nhân, các người biết sắp đặt ghế ngồi như thế nào rồi chứ. Vậy thì các người hãy chờ bên mép mương ở phía sau, rồi rút mấy cái tấm thảm, đừng cho dính đồ dơ nha. Rồi ông mới lên tiếng thỉnh các ngài đi gần tha đi vào. Bạch ngài xin thỉnh quý ngài vào trong này. Nhóm Ni Gan Tha vừa bước vào sân, định ngồi trên ghế đã được soạn sẵn, nhưng mà các gia đình ngăn lại. Bạch các ngài chậm một chút, xin đừng ngồi liền như vậy. Tại sao? Tại sao kỳ vậy? Bởi vì vào nhà của chúng tôi, các ngài nếu biết phận sự của mình trước rồi hãy ngồi sau. Phận sự là cái gì? Mỗi ngày vào đứng trước chỗ ngồi của mình, khi mà đầy đủ hết rồi thì chừng đó mới ngồi xuống một lượt. Đây là các gia đình nghe lời dặn của chủ, cho nên cho họ lọt xuống mương đồng loạt, đừng cho họ ngồi lẻ tẻ. Ồ, các đạo sĩ Ni Gần Thả đáp lành thái xa thú mừng quá trời. Bởi vì trong tâm mà nghĩ rằng chúng ta hãy làm y theo lời chỉ dẫn của các nhân viên này đi. Thế rồi cả nhóm mỗi người y theo thứ tự đứng trước chỗ ngồi của mình. Khi đó các gia đình mới bảo, bạch các ngài, xin các ngài hãy ngồi xuống cho thật lẽ. Khi nhóm ngồi đạo vừa dậm ngồi xuống thì các gia đình rút hết cái tấm thảm đó. Trước khi mà cái phần mông của các vị tu sĩ này đúng thế ghê, thì mấy vị này vô tình đồng ngồi xuống một lượt, nhưng mà cái chân ghế xuống sao thấy là tỏi xuống dưới mương sình trộn phẳng, thì ông Sĩ Lý Quốc Tá khiến gia đình bị đóng cửa lại. Cái ông nào mà ở dưới mương này bò lên thì hỏi tại sao không biết được quá khứ vị lai, rồi khiển cho ông ta mấy hèo đi. Sau khi mà cho các du sĩ đi gần thả một trận no đò, chủ nhà mới bảo gia đình mở cổng thả họ về. Họ tranh nhau chạy thoát thân, không về Sĩ Lý Quốc Tá đã khiến cho gia đình cán một cái lớp mà bày hay một lớp sình non trên mặt đường, làm cho con đường trở nên trơn trượt. Thế ra cái nhóm ngoại đạo này té lên té xuống, té qua té lại, rồi còn bị chủ nhà nói đứa đẩy. Thôi bấy nhiêu đó đủ cho các ông rồi nha. Bị một vố quá đau, cái nhóm du sĩ này gần tháng đến trước nhà của ông Garaha Dinna, vừa đi vừa khóc. Ông ám hại chúng tôi rồi, ông giết chúng tôi rồi. Mà nhìn thấy sự thảm hại nhục nhã của các vị thầy mình, ông Garaha Dinna nổi giận nguyền rủa Sĩ Lý Quốc Tá: mày tới số rồi, cho nên mới dám đập các cái vị thầy của ta. Các ngài là những bậc ứng cúng, các ngài là phước điền của chư thiên trên sáu cõi trời, mà cũng đều hoan hỷ coi như đánh lễ cúng dường, mà mày lại làm hại các vị thầy, các vị A La Hán của ta. Rồi ông Garaha Dinna đệ sớ lên đức vua, xin ngài phạt tội ông Sĩ Lý Quốc Tá 1.000 đồng tiền vàng. Đức vua hạ chiếu cho mời Sĩ Lý Quốc Tá đến. Ông bà triều đã lễ đức vua xong rồi là hỏi: tâu bệ hạ, thần mong ông bệ hạ xét đoán công minh rồi hãy phạt, để tránh sự võ đoán bất công, chống xét xử rồi mới kết án. Lành thay, tâu bệ hạ, xin bệ hạ cứ xử án đi. Vậy thì sự việc như thế nào, khanh hãy tâu cho thẩm rõ.
Tới bệ hạ, bạn của tôi là đệ tử nhóm Ni Ganh Thá, thường ngày đến nhà của tôi, sự nghiệp đứng hay ngồi, dụ dỗ tôi rằng: bạn ơi, bạn theo Sa môn Gotama làm gì, có được lợi ích gì đâu. Và ông Siddhartha đã đem mọi sự việc đã qua trình bày đến đức vua, rồi nói tiếp: tâu bệ hạ, trong cái việc này bệ hạ thấy hạ thần đáng tội thì bệ hạ hãy xử phạt đúng theo luật nước. Đức vua nhìn Garha Dinha rồi hỏi: lời khai của bạn ông, người nghe có đúng sự thật không? Tâu bệ hạ, đúng sự thật ạ. Mấy cái ông ngu dốt vô minh như thế mà người tôn xưng là siêu phụ, đi tới đâu cũng ca ngợi các ngài là các bậc A-la-hán, biết hết tất cả, tại sao khanh là còn mong dù hoặc sinh văn của đấng Như Lai? Khanh là kêu nài đòi xử phạt thì khanh phải chịu hình phạt đó đi. Thế là ông Garha Dinha bị thắt nghẹn, mất cả tiền ký quỹ là 1.000 đồng, chẳng khác nào bị đánh đòn đuổi đi như các vị thầy của mình. Ông đã bị đức vua hình phạt, còn các vị đại đức của ông thì bị đánh đòn trục xuất, cấm tức vì thua bạn. Từ ngày đó cho đến nửa tháng sau, ông lánh mặt không truyền vãn với Siddhartha. Ông nghĩ rằng cái hành động như thế thì ta thấy không hợp lý, ta phải báo hại lại các thầy tổ của ta, ta phải trả thù để cho thầy ta được minh oan. Rồi trong một buổi vãi triều, ông đến giả lão Siddhartha và nói: này bạn Siddhartha ơi, có chuyện gì đó bạn? Thân bằng quen thuộc cũng có khi cãi lẫy tranh chấp nhau, sao mà gặp tôi bạn chẳng nói năng gì hết, tại sao bạn lại đối xử với tôi như vậy? Này bạn, tại vì bạn không có chuyện trò cùng tôi thì tôi cũng không nói chuyện với bạn. Nhưng mà dầu giữa hai ta có điều gì xích mích với nhau, chúng ta không lẽ đoạn giao tình nghĩa bạn bè hay sao? Rồi từ đó về sau, hai người lân la thân mật, cùng ngồi cùng đứng gần với nhau. Cho đến một hôm, ông Siddhartha bảo Garha Dinha: bạn theo cái nhóm Ni Ganh Thá nào có được lợi ích gì? Sao bạn không quy y với Đức Bổn Sư hoặc là Địa Bát Cúng Dường chứ Đại Đức Tăng? Có phải là quý hơn hay không? Ông Garha Dinha chỉ chờ cơ hội có thế thôi, cho nên khi mà nghe bạn mở lời chẳng khác nào gãi nhầm chỗ ngứa. Ông mới hỏi Siddhartha: chẳng hay định tôn sư ngài biết được cái gì? Này bạn ơi, bạn đừng có hỏi như thế. Đức Bổn Sư chẳng có cái gì mà ngài không biết. Ngài thông suốt cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài phân tích tâm của chúng sanh ra làm 16 chập liên tiếp. Vậy thì tôi không được biết. Tại sao mấy lâu nay bạn không tỏ thật cho tôi hay? Thôi thì bạn làm ơn thỉnh Đức Bổn Sư giùm tôi, ngày mai tôi sẽ đi bác. Xin Đức Tôn Sư cùng với 500 vị tỳ khưu đến nhà của tôi thọ thực. Ông Siddhartha đi đến chỗ ngồi của Đức Bổn Sư đánh lễ và bạch rằng: bạch ngài, bạn con là Garha Dinha, nhờ con đến thỉnh ngài và 500 vị tỳ khưu ngày mai đến thọ thực nơi nhà của ông ta. Hôm trước con có trát các vị đại đức của ông ta một cú nặng, hôm nay con không biết có phải ông ta định trả thù hay là muốn thật tâm trong sạch đặc bác đến chư tăng. Xin ngài hãy minh xét, nếu hợp lễ đạo thì ngài nhận, còn bằng không thì thôi. Đức Phật ngài quan sát Garha Dinha định làm gì Như Lai đấy. Ngài thấy rằng ở chỗ sân trống giữa hai nhà, ông cho đào một cái hầm rộng lớn, rồi đem độ 80 cỗ xe bò, củi khô chất đầy hố, rồi châm lửa đốt, định tâm rằng
khi mà Như Lai rơi xuống hầm thì ông ta sẽ chỉ trích. Rồi Đức Quảng Sư quán sát thêm, do cái nhân duyên như thế thì Như Lai có ngự đến hay không. Ngài thấy rằng Như Lai sẽ bước chân lên hầm lửa, tấm rèm che giấu cái miệng hố sẽ biến mất, lộ ra một cái hầm lửa, và từ đó lộ ra cái đóa hoa sen lớn bằng cái bánh xe. Và khi đó Như Lai bước lên bên cánh hoa sen, đi trên hầm lửa, ngự vào bảo tọa, các vị tỳ khưu cũng theo lối đó đến chỗ ngồi. Đại chúng sẽ tụ họp đông đảo, vì giữa hội trường Như Lai sẽ đọc kệ phúc chúc. Giúp bài kệ có 804.000 chúng sanh giác ngộ chánh pháp. Cả Siddhartha và các rạ đình ná cũng chứng đạt thánh quả đầu tiên. Mỗi người sẽ xuất kho vàng của mình rồi gieo vào trong giáo pháp của Như Lai cho đến vậy thì Như Lai nên đến độ ông Garaha Đình Na. Quán sát xong, Đức Phật nhận lời đi thọ pháp. Khi biết Đức Bổn Sư đã nhận lời, Siddhartha trở về báo tin cho bạn Garaha Đình Na biết và dặn rằng bạn phải lo sắp đặt những lễ vật thượng phẩm để cúng dường Đấng Như Lai. Garaha Đình Na đáp rằng: cảm ơn bạn, tôi bây giờ phải làm như thế nào coi cho được. Chờ bạn ra về, ông lập tức bảo gia nhân đào một cái hầm rộng lớn, đem 80 xe bò củi chất đầy hầm châm lửa đốt, gắn ống thổi để thổi suốt ngày đêm cho củi nó cháy thành than đỏ. Trên miệng hầm lót ván mỏng rồi phủ đệm che kín, lấy phân bò thoa chét coi như là cái nền tráng. Rồi ở trên mặt hầm, ông cho gác những cái đòn tay nhỏ yếu và cũng che đậy không cho thấy dấu. Ông tưởng tượng rằng làm như vậy, khi mà họ bước chân lên để đi qua thì thế nào mấy cái đòn tay này cũng gãy và họ sẽ thấy lộn nhào xuống dưới hầm lửa. Phía sau nhà ông cũng sắp nhiều cái cặp không, làm theo cách của Siddhartha lúc trước. Và các chỗ ngồi ông cũng bảo sửa soạn như thế. Sáng hôm sau, Siddhartha đến nhà của bạn thật sớm và nói rằng: bạn ơi, lễ vật bạn lo đã xong chưa? Ồ, xong hết rồi, bạn để đâu? Mời bạn vào đây coi với tôi. Ông Garaha Đình Na chỉ cho bạn coi các lễ vật mà mình sắp đặt theo cái cách của Siddhartha bữa trước. Siddhartha tán thành: xà thủ, xà thủ. Và lúc đó thì dân chúng tụ hội rất là đông. Người tà kiến mà phát tâm thỉnh Đức Phật thì bao giờ thiên hạ cũng tụ hội rất là đông. Nhóm tà kiến thì rủ nhau đi cho đông để coi Sa môn Gotama sẽ bị mất mặt. Còn cái nhóm mà chánh kiến thì cũng rủ nhau đi cho đông, vì hôm nay Đức Bổn Sư sẽ xuất pháp, chúng ta sẽ được chứng kiến thần ngoại đại của Đức Phật. Ngày đó thì Đức Phật cùng với 500 vị tỳ khưu ngự đến trước nhà của ông Garaha Đình Na. Ông này ra khỏi nhà, gieo năm bốc lên lễ Phật, rồi đứng trước mặt Ngài chắp tay nguyện thầm rằng: nghe đồn Ngài biết được quá khứ, hiện tại, vị lai, phân tích được tâm của chúng sanh là 16 chập. Chính thiện tiếng ruột của Ngài, ông Siddhartha đã nói với tôi như vậy. Nếu một quả thật Ngài tiên tri thì Ngài không vào nhà tôi, vì Ngài mà vào nhà tôi thì chẳng có cơm cháo gì hết á. Tất cả các Ngài lột xuống hầm lửa thì tôi sẽ chỉ trích là sẽ nói xấu các Ngài. Và khi nguyện thầm như vậy xong, Garaha Đình Na rước lấy bát của Đức Phật, nguyện nói rằng: xin thỉnh Đức Thế Tôn vào. Nhưng mà ông ta tiếp theo liền: bạch Ngài, Ngài nên biết trước cách thức vào nhà của tôi rồi hãy vào. Cách thức sao? Các Ngài đi vào từng vị một, vị trước vào chỗ ngồi,
vì sao mới đem tiếp theo. Trong thâm tâm ông Ca Lạ Đinh Lá tính như vậy, hãy cùng đi vào một lượt thì người đi đầu lọt xuống hầm, thì mấy người sau thấy không đi tới nữa, đi riêng lẻ từng người, họ sẽ xa hết xuống hầm và ta sẽ chê trách họ. Đức Phật nói là xa thú, rồi Ngài cũng đi vào một lượt với các Rà Hát Đinh Lá. Khi mà đi đến hầm lửa thì các Rà Hát Đinh Lá đứng tránh vào một bên và nói rằng xin thỉnh Ngài đi trước. Đức Phật đưa chân lên ngay miệng hầm lửa, chiếc đèn phủ trên mặt biến mất, ván lót nứt ra để lộ ra một hầm lửa. Rồi từ ở bên dưới mọc ra những đóa hoa sen thật to như là bánh xe. Đức Thế Tôn bước lên những cánh sen đó, đi qua hầm lửa, ngự lên Phật Bảo Tọa đã được soạn sẵn. Chư Tăng cũng theo lối đó ngồi trên những ghế ngồi. Ga và Hát Đình tự nhiên nghe trong mình nóng nảy như bình lửa đó. Ông chạy đi tìm Siddhartha và nói là: Ngài ơi, hãy cứu chúng tôi đi. Cái gì vậy? 500 tỳ kheo đã đi vào trong nhà mà cháo cơm chẳng có gì hết, tôi biết làm sao vậy? Ô, chứ hôm qua đến đây bạn đã làm gì? Bạn nói rằng đầy đủ hết rồi mà. Ở khoảng giữa hai nhà tôi đã cho đào một cái hầm lửa, chờ mấy ngày cháy xuống đó tôi sẽ chê trách chửi rủa. Nhưng mà cái hầm lửa giờ đây mọc lên những cái cánh hoa sen lớn, tất cả các ngài đều bước qua những cánh sen đi vào, ngồi trên những chỗ ngồi đã soạn sẵn. Thì bây giờ tôi làm cái gì đây? Khổ quá. Ủa, tôi nhớ rằng sáng bạn chỉ cho tôi thấy rằng đây là cháo, đây là cơm, đây là bơ đường, đủ hết mà. Thì bạn đừng nói dối đó, cái sạp đó trống trơn không có gì đâu. Không sao, không sao, bạn hãy ra dỡ mấy cái cặp cháo, cặp cơm ấy ra và coi lại đi. Ngay lúc đó thì những cái cặp nào mà các bạn hát đinh đã nói dối là cặp cháo thì đều đầy cháo, cặp cơm thì đầy cơm, vân vân. Khi mà thấy qua lực đặc biệt hiển nhiên của bậc đạo sư, các bạn hát đinh đã phát sinh sự hoan hỷ phỉ lạc khắp mình, trong tâm hết sức là trong sạch tin tưởng. Ông cung kính xuất bác hộ độ đến chư đại đức tăng có Đức Phật làm thượng thủ. Và khi các ngài đã dùng bữa xong, ông thỉnh bác của Đức Bổn Sư để yêu cầu ngài thuyết kinh phúc chúc. Sau một kính hoan hỷ phước báo của thí chủ, Đức Phật dạy rằng những chúng sanh này do không có pháp nhãn nên không nhận thức được ân đức của Phật Pháp và Chư Tăng, đệ tử của Như Lai. Người mà không có tuệ nhãn, ta gọi là kẻ mù. Người có trí tuệ, ta gọi kẻ đó là người có mắt sáng. Và Đức Phật đã thuyết lên hai câu Phật ngôn 58 và 59. Bây giờ đưa lên câu rồi, chứ cũng sắp phải chờ rồi. Câu 59 nói lên ý nghĩa: E quan sanh ca ra phù tê su anh ta phù tê phu thu chân nê a ti rô cha ti phanh nhà ya sam ma sam bút tha sa quá cô. Cũng vậy, giữa quần sanh với nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri. Và xong hai câu Phật ngôn này thì 84.000 chúng sanh giác ngộ chánh pháp, Ca Bà Hát Đinh Lá và Siddhartha đều chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoa. Hai người về sau mang hết tài sản của mình xuất ra để phục vụ cho đạo pháp. Bậc đạo sư từ Phật Bảo Tọa đứng dậy ngự về chùa. Vào lúc xuống chiều, các vị thị khưu cấu hộ lại ở giảng đường và khởi lên pháp luận như thế này: Ôi huyền diệu thay là hóa lực của chư Phật, sức nóng của hầm lửa đầy than hồng lửa đỏ mà phải nhường chỗ cho những cánh hoa sen mọc lên. Đức Phật lời đến và phản hỏi: Này các tỳ kheo, hôm nay ông thảo luận về đề tài gì?
Và khi Chư Tăng trình bày lên duyên sự như vậy thì Đức Phật đáp rằng: Này các tỳ kheo, việc hôm nay khiến được hoa sen mọc lên trong hầm lửa đó không có chi là huyền diệu, vì ta đã là thành Phật. Trước kia còn Bồ Tát ta cũng đã từng khiến cho những cánh sen mọc lên như thế. Và các vị thì yêu cầu bạch Ngài, việc ấy có từ bao giờ? Ngài chỉ dạy cho chúng con. Thì theo lời cầu xin của Chư Tăng, Đức Phật đã giảng về kinh bốn sanh hầm lửa đỏ khá đi răng gà rác xa tạc cá. Tức là Ngài đã nói lên một câu chuyện bốn sanh và kết luận: ta xa địa ngục ngũ trần, thất điên bát đảo dở chăng chẳng rời, ta quyết không như kẻ tội, lấy cái ống nhổ làm nồi đựng cơm. Đó là cái câu chuyện bổn sanh trong quá khứ. Nhưng mà trở lại câu Phật ngôn 58 và 59 này, chúng ta thấy rằng hai ông các bài hát Đình Lá đề cao phái ngoại môn. Siddhartha vì bạn phá mê hồn, một mương phẳng đợi người thiểu trí, vài miếng đòn đưa kẻ đại ngôn, chẳng còn sao ham kêu tiếng cọp, là trồn phải chịu đó đuôi tròn. Từ đây xem ra đèn chánh giác, đại chúng quy đầu Đức Thế Tôn. Như vậy là duyên sự hai câu Phật ngôn, chúng ta thấy hai ông cư sĩ này ha, hai ông cư sĩ này kiếm chuyện chơi với nhau mà thấy khổ hơn, rồi xảy ra vấn đề oan trái thử thách. Chúng ta thấy danh ăn tức ở là cái gì, mà nếu mà không có Đức Phật thì một cái oan trái truyền kiếp ha, oan thù truyền kiếp. Thì qua câu chuyện đó thì chúng ta thấy sao? Alo, thời gian mà còn lại thì nó ít quá đi. Ngày mai chắc cái ngày tới, tức là chúng ta tổng kết về cái phẩm hoa này ha. Cái bài này là cái bài cuối cùng nè. Thì gom lại mười mấy bài chúng ta đã học về phẩm hoa, thì quý vị sẽ tâm đắc cái bài nào, hãy lên trình bày, nói lên cái vấn đề tâm đắc, nói lên cái vấn đề ở cái bài đó nghe ghét quá, thì phải nói lên cái vấn đề mình không thích cái bài đó, thương và ghét nên thể hiện. Còn bây giờ thì thời gian nó hết giờ rồi, khổ quá, vậy mà hồi nãy còn làm rối đội hình. Thì như vậy thì cái thời gian tới, tức là ngày thứ ba ha, ngày thứ ba thì quý vị coi như trích ra một bài nào đó mà quý vị thấy cái phẩm hoa này làm cho cái lòng của quý vị lỡ hoa đi, làm cho người của quý vị lỡ hoa đi, thì cái đó là một cái hạnh phúc. Chúng ta hiểu về giáo pháp. Thôi thì buổi sinh hoạt của chúng ta xin kết thúc ở đây. Thời gian không có, đó là một cái điều rất buồn. Chứ có thời gian thì chúng ta thảo luận để học hỏi lẫn nhau ha. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thiên văn tính chúng, hộ trì đến tăng ni và chẳng nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành, tịnh lạc. Ê tê na sa cha vát chê na sô thi vô hô rụ sa pa đà. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn thiền tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật.
có một câu hỏi mà người ta ra không giải quyết được, tức là thời gian đã hết. Họ đưa ra câu hỏi rằng họ muốn làm phước, nhưng mà làm phước từ xa, không trực tiếp, vậy có phước hay không? Đó cũng là một sự thắc mắc. Có người đưa ra câu hỏi mà hôm nay không có thời gian để cho quý vị coi như thảo luận về cái đề tài đó. Tức là họ muốn làm phước từ xa, họ không có mặt. Ví dụ trong một cái đại lễ gì đó, lễ dân y, dễ lễ thổ cụ túc giới, hoặc là cái lễ si ma, vân vân. Nhưng mà họ không có mặt. Họ muốn gỡ trình tài, hoặc là họ muốn nhờ một người nào trong thân bằng quyến thuộc của họ tới đó để chung hồn vào phần phước của cuộc lễ. Thì có được phước hay không? Mà làm như vậy có phước hay hay là có tội? Khổ vậy đó. Nhưng mà hết giờ rồi. Thôi thì chứ không được coi như tiếp tay coi như rồi mở một bài kể kinh gì đó rồi kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ha. Có phước hả? Dài bữa thảo luận đi. Ngày thứ ba có nhiều thời gian ha. Nhưng mà hôm nay thì không có thời gian. Rồi mời sĩ Công Nhật ạ.